Có chuyện gì đấy cô giáo? Tôi chào anh Chay ạ. Hôm nay là tôi đến đây để tôi thông báo về tình hình học tập của cháu Cối nhà anh đấy. Cháu Cối nhà tôi làm sao cô giáo? Ôi, tại sao bao nhiêu lần họp phụ huynh tôi thông báo đến cho anh mà tại sao anh lại không đến họp cho cháu để anh biết về tình hình học tập của cháu? Cháu Cối là học tốt nhất lớp đấy ạ. Ui giời ơi, cô phải thông cảm cho tôi chứ. Cô xem, nhà có hai bố con, bây giờ lợn gà rồi chó mèo, bây giờ tôi đi mà họp phụ huynh cho nó thì họp phụ huynh cho nó thì ai chồng ai chăm. Nhưng mà anh là bố của cháu Cối thì anh phải có trách nhiệm quan tâm đến tình hình học tập của con anh chứ. Cô nói thế lại không được rồi nhá. Thế tôi hỏi cô nhá, bây giờ là cháu Cối nhà tôi nó không học được, cô đến cô phản ánh với tôi đúng không? Rồi cô hết lần này lần khác cô cho mời tôi lên. Thế tôi hỏi cô nhá, thế về cháu Cối nhà tôi ở nhà nó không ăn, nó không chịu ngủ, nó hư, nó nghịch, thì tôi có gọi điện cho cô đến nhà tôi để tôi phản ánh hay không? Anh nói thế buồn cười, nhưng mà đây là tình hình học tập của con nhà anh thì anh phụ huynh thì anh phải có trách nhiệm, anh quan tâm đến cháu nó xem nó học như thế nào chứ. Bây giờ cháu nó học tốt nhất lớp đấy, hôm nay tôi đến tôi thông báo cho anh biết đấy. Này, tôi nói cho cô biết nhá, tôi là bố nó, tôi có trách nhiệm. Thế tôi thử hỏi lại cô nhá, thế cô là cô giáo của nó thì cô có trách nhiệm hay không? Mà tôi là bố của nó thì tôi có được đồng lương nào đâu, trong khi đấy cô là cô giáo nó thì cô còn được nhận lương. Này, thế tại sao cho trong lớp con nhà người ta thì học giỏi mà con nhà anh lại học tốt? Tại sao? Anh biết tại vì sao không? Tại sao? Tại vì con nhà người ta thì đi học thêm nên là con nhà người ta học giỏi đấy. Còn con nhà anh có đi học thêm đâu nên nó học tốt thì đúng rồi. À này, cô giáo nói thế lại không được rồi. Thế tôi hỏi cô nhá, con tôi rốt, cô bắt con tôi đi dạy thêm, à quên, học thêm. Thế tại sao cô giáo không nghĩ ngược lại là cô giáo dạy rốt nên con tôi nó không giỏi? Anh đã nói như thế mà được à? Tôi nói thế đấy. Thế tại sao cho tôi dạy bao nhiêu đứa nó đều học giỏi mà dạy mỗi con anh nó lại học tốt là như thế nào? Thì bao nhiêu đứa đấy nó đi học thêm nên cô cho nó là giỏi. Thế thì bây giờ anh phải cho Cối nhà anh đi học thêm đi, chứ còn gì nữa. Thế tôi hỏi cô nhá, bây giờ tại sao cô không nghĩ rằng là cô dạy dốt đi nên con tôi nó không giỏi, cô cần phải đi học thêm nâng cao để dạy con tôi nó giỏi hơn? Tại sao tôi lại phải đi học thêm? Vì cô dạy không giỏi. Tôi dạy không giỏi mà trong một lớp hai mươi mấy cháu nó đều học sinh giỏi hết, có mỗi mình con nhà anh là học dốt thôi, học sinh dốt đấy. Vì hai mươi mấy đứa đấy nó đi học thêm của cô. Thế thì bây giờ anh phải cho cháu nhà anh đi học thêm đi chứ còn gì nữa. Thì cô cũng phải đi học thêm đi để dạy cho con nhà tôi nó giỏi. Từ nãy đến giờ nói chuyện với anh thì tôi rất là bực mình đấy nhá. Này, tôi mới là người bực mình nhá. Tôi nói cho cô biết này, con tôi nó không học giỏi thì cô đến cô phản ánh với tôi. Bây giờ tôi hỏi cô là con tôi nó không chịu ăn, cơ nghịch ngợm rồi hư đốn thì tôi có gọi cô đến để tôi phản ánh không? Trong khi ấy, cô nói là tôi phải có trách nhiệm. Thế cô là cô giáo của nó, cô giáo chủ nhiệm của nó thì cô đã có trách nhiệm chưa? Trong khi đấy con tôi nó không học giỏi thì cô bắt nó đi học thêm. Thế sư, thì cô thử nghĩ xem cái trình sư phạm của cô có giỏi chưa? Chưa giỏi nên chính vì vậy mà mới dạy con tôi nó không giỏi. Cô mới là người cần đi học thêm. Này nhá. Tôi là rất có trách nhiệm nên là hôm nay tôi mới đến tận đây để tôi thông báo cho anh biết như thế nhá. Con anh nó đã học rớt rồi, tôi đến thông báo cho anh phải biết đường, anh có trách nhiệm anh cho làm thế nào cho con anh học giỏi đấy nhá. Cô là cô giáo chủ nhiệm của nó, cô đã có trách nhiệm chưa? Nói đi nói lại từ nãy đến giờ là cô là rất vô lý nhá. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Thế anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh lắm đấy. Nói anh như thế này thằng nào mà con anh nó mới học rớt nhá. Có mà cô ấy, cô không dạy giỏi nên cô mới đổi cho con tôi học rớt đấy. Bên lại đây bố bảo, lại đây, đây đứng ở đây bố hỏi. Heo con có rốt không? Không rốt đúng không? Đấy chứ con tôi thừa nhận là con tôi không rốt rồi. Chỉ có cô dạy không giỏi thôi. Nhá. Cô hỏi con nhé, con không rốt thì tại sao cô dạy con bao nhiêu bài mà con không biết là thế nào? Có phải cô dạy khó hiểu đúng không? Đấy, cô dạy con khó hiểu, tại sao các bạn ở trên lớp hiểu hết mà con lại không hiểu? Vì các bạn đi học thêm đúng không con? Đấy, thế tại sao con không đi học thêm? Vì con không có tiền, nhà con nghèo đúng không con? Và cái trình sư phạm của cô nó kém. Con vào nhà đi, không cần phải giải thích nhiều. Nói tóm lại là cô đừng có phản ánh linh tinh nữa nhá. Anh đừng có bao biện cái lý do nhà anh nghèo không cho con đi học thêm nhá. Nhà anh nghèo mà anh mua được hẳn cái đôi giày như thế này anh đi mà anh không có tiền cho con đi học thêm thì anh thấy nó vô lý không? Này, cái việc tôi mua gì, tôi sắm gì đấy là việc của tôi. Cô hiểu chưa? Nói tóm lại là như thế này, cô dạy được thì dạy, không dạy được thì người khác dạy nhá. Bây giờ tôi mời cô về cho, không tôi thả chó ra lúc đấy mặc áo dài thì không chạy đâu nhá. Người khác dạy mà anh không cho con anh đi học thêm ấy thì nó vẫn rốt như thế thôi, nó rốt như anh ấy. Bây giờ tôi không rốt thì tôi cũng được, tôi bực mình quá. Rốt như tôi cũng được, còn hơn là cô thông minh
thông minh nhưng mà cô không dạy được người dốt được, chứng tỏ là cô ấy còn dốt hơn cả người dốt. Và tóm lại là cô về đi để tôi thả chó, không chó nó đuổi ấy, lúc đấy là đừng có chạy nhá. Vớ vẩn đi về tôi thả chó. Lần sau ấy con anh học hành như là không bao giờ tôi đến đây nữa. Tôi cần cứ đến chứ.